Số người trẻ bị táo bón ngày càng tăng là do bốn nguyên nhân không ngờ này. Táo bón hiện đang là căn bệnh khá phổ biến và gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe. Một là ngồi lâu, do tính chất công việc, học hành lại trong thời đại công nghệ thông tin bùng phát. Chỉ cần ngồi một chỗ là có mọi thứ mình cần, nên nhiều người trẻ hiện nay dường như ngồi dính chặt vào ghế cả ngày trời. Tuy nhiên, khi ngồi quá lâu ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu vùng chậu, đồng thời gây áp lực lên vùng bụng, khiến chất thải bị chèn ép vón cục lâu ngày sẽ gây chứng táo bón. Do đó, nếu tính chất công việc bắt buộc ngồi cả ngày, thì cứ cách một tiếng bạn nên đứng dậy để giảm áp lực ổ bụng và thúc đẩy lưu thông máu tốt hơn. Ngoài ra, tăng cường vận động thể thao cũng là cách ngừa táo bón hiệu quả. Hai là chế độ ăn không cân bằng. Thực phẩm chế biến sẵn thường chứa nhiều carbon hydrate và chất béo lại ít rau và chất xơ nên ảnh hưởng khá nhiều đến cấu trúc của phân. Do đó, nếu muốn ngăn ngừa hoặc làm giảm nhẹ tình trạng táo bón, thì bạn nên bổ sung rau vào thực đơn và nhớ uống đủ nước mỗi ngày. Ba là lướt mạng trong nhà vệ sinh. Đây là thói quen rất nhiều bạn trẻ mắc phải hiện nay, nhưng lại cực kỳ gây hại. Bởi thói quen này sẽ vô tình gây ức chế ý thức đại tiện, làm giảm sự nhạy cảm của trực tràng, dẫn đến tình trạng chất cặn bã lưu lại sâu trong ruột và gây ra táo bón. Đặc biệt, thói quen này không chỉ gây táo bón mà cũng là nguyên nhân lớn gây bệnh trĩ nữa đấy. Do đó, khi vào nhà vệ sinh bạn chỉ nên tập trung vào chuyên môn chính, tuyệt đối không mang điện thoại theo để làm việc riêng, thì mới không phải đối mặt với nguy cơ táo bón sau này. 4 là mang vác nặng. Các bạn trẻ chủ quan vì mình có sức khỏe, nên cứ vô tư mang vác vật nặng mà không nghĩ rằng thói quen này gây ra nhiều bệnh nguy hiểm. Khi bạn mang vác nặng, vùng hậu môn và trực tràng sẽ bị gia tăng áp lực đột ngột, khiến máu khó lưu thông. Nếu việc này diễn ra thường xuyên, sẽ khiến máu tụ lại hậu môn lâu ngày sẽ gây táo bón nghiêm trọng. Do đó, nếu không muốn táo bón ghé thăm, thì bạn nên hạn chế dùng tay không mang vác vật quá nặng so với sức của mình. Tốt nhất bạn nên sử dụng công cụ hỗ trợ như xe kéo, ghế xoay, để giảm thiểu áp lực lên cơ thể bạn nhé.